xin chào các em à, chào mừng các em đến với khóa học toán 12 hai à, dành cho bộ sách chân trời sáng tạo của chúng ta năm nay à, thực ra thì chúng ta nói là dành cho bộ sách chân trời sáng tạo như vậy thôi à, thế còn à, thực ra là những cái bạn mà học à, sách khác ấy, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là à, tham khảo cái khóa năm nay của thầy đấy bởi vì là các bạn biết cái chương trình thì nó cũng gần như là tương đồng nhau đúng không ạ chẳng qua là mỗi sách thì nó viết mỗi khác một chút về các cái định nghĩa thôi, chứ còn về cơ bản thì các sách nó cũng như nhau cả. nhá thế nên là các bạn cũng không không cần phải lo lắng gì. Nếu các bạn học những cái bộ sách khác mà chúng ta vẫn đang theo dõi cái video này, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể học được à, miễn là các bạn cảm thấy chúng ta phù hợp với cái phương pháp dạy của thầy thôi. ạ à, Tất nhiên là mỗi thầy cô đều một cái phương pháp dạy nó khác nhau. đấy Thế còn à, về cái phương pháp dạy của thầy thì các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn à, trong cái khóa, trong cái video hướng dẫn à, học tập mà thầy để ở đầu trang tuyển sinh 2027. Đấy, hoặc là các bạn lên YouTube thì các bạn cũng sẽ thấy được cái video này, cái video hướng dẫn học toán 12 sao cho nó hiệu quả nhất của năm nay. Đấy, đấy là những cái bí kíp uh, để chúng ta có được một cái năm học lớp 12 với kết quả là tốt nhất, đúng không ạ? À, hôm nay năm nay là cái buổi học đầu tiên của chúng ta trong toàn bộ chương trình. Thì uh, thầy cũng xin gửi lời chúc để các bạn là năm nay chúng ta có thể hoàn thành chương trình học uh, đặc biệt là môn toán một cách uh, tốt nhất. Trong cái khả năng của chúng ta Chúng ta hoàn thành được với hết khả năng của mình Và chắc chắn là cái kết quả cuối cùng ấy Thì nó sẽ Phải xứng đáng Với những cái gì mà các bạn đã bỏ ra Những cái công sức các bạn bỏ ra trong cái năm học này Đây cũng là năm học cuối cấp rồi Thì tất nhiên nó là cái năm học quan trọng nhất Trong toàn bộ quá trình 12 năm học của chúng ta Vì vậy mà Các bạn cố gắng là chúng ta có thể Theo được những cái hướng dẫn của thầy Để chúng ta đến được với kết quả là tốt nhất Thầy tin chắc và thầy có thể chắc chắn được với các bạn rằng là nếu các bạn hoàn thành hết khóa năm nay, hết cái video, bộ video năm nay của thầy, thì tối thiểu các bạn cũng phải được 8 cộng trong cái kết quả thi của chúng ta. nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái nội dung của bài hôm nay. Trong chương trình toán 12 năm nay ấy, thì nó khác với những cái năm trước. Đó là chúng ta được cắt bớt cái nội dung, những cái chương mà nó không quá quan trọng. Ví dụ như là chương số phức này. Đấy, hoặc là chương logarit này thì nó đã đẩy xuống lớp 11 rồi. Các bạn học theo cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì uh, chắc chắn là các bạn đều đã học về logarit rồi trong cái năm lớp 11 của chúng ta đúng không ạ? Vì vậy mà lớp 12 nó sẽ không có nữa. Chứ còn trong cái chương trình cũ thì uh, vẫn có logarit ở lớp 12. Ngày xưa là uh, chúng ta có bốn chương đại ở lớp 12 cơ và ba chương hình nhá. Thế còn năm nay thì cái sự thay đổi ở đây đó là các bạn biết bây giờ chúng ta sẽ có 3 phần một. Đại số hình học và thống kê xác suất đúng không? Vậy thì đại số năm nay chúng ta chỉ có hai chương thôi, hình học cũng hai chương và thống kê xác suất là 2 chương. Như vậy tổng cả chúng ta có 6 chương trong cái năm học này. Hôm nay là buổi đầu tiên thì thầy sẽ cùng các bạn đến với một cái nội dung đại số, vẫn là một cái phân môn rất là quan trọng và rất là quen thuộc với các bạn từ những lớp dưới rồi, đúng không ạ? Chương đầu tiên khởi động năm nay của chúng ta mang tên là ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số. À, thì các bạn biết là cái đạo hàm ấy, thì ở lớp 11 chúng ta đã học cái công thức để có thể đạo hàm được các cái hàm số rồi đúng không ạ à, Vậy thì ngoài những cái ứng dụng trong hình học và trong vật lý thì đạo hàm còn được ứng dụng trong việc khảo sát hàm số rất nhiều và nó là cái công cụ chính để chúng ta có thể khảo sát được một cái hàm số à, Vậy thì uh, ứng dụng của nó cụ thể như thế nào và trong những cái khía cạnh nào của việc khảo sát hàm số thì chúng ta sẽ đến với cái bài đầu tiên đó là tính đơn điệu và cực trị của hàm số à, về cái đơn vị bài học ấy thì tuy là trong cái video tổng quát à, về khóa học thì thầy cũng đã nói với các bạn rất là chi tiết rồi nhưng mà ở đây thì sẽ nói sơ qua một chút vì dù gì thì đây cũng là buổi học đầu tiên video đầu tiên à, thì nói thì nói sơ qua để các bạn có thể nắm được cái cấu trúc đúng không ạ cũng như là có những bạn mà chúng ta chỉ xem youtube thôi thì chúng ta sẽ biết được cái khóa năm nay thì cấu trúc nó sẽ như thế nào trước tiên là thầy sẽ luôn bám sát theo sách giáo khoa Uh, sách giáo khoa có những bài nào thì chắc chắn là trong khóa của chúng ta sẽ có những bài đấy đúng không ạ nhưng các bạn đồng thời cũng biết rằng là um, nội dung của sách giáo khoa thì nó không thể đầy đủ uh, những cái dạng toán nâng cao để chúng ta đi thi được vì vậy mà thấy sắp xếp những cái buổi ở cuối chương sau khi chúng ta đã hoàn thành xong uh, những cái khái niệm những cái nội dung cơ bản uh, theo sách giáo khoa rồi thì ở cuối chương thì sẽ là tất cả những cái gì những cái dạng toán nâng cao thì thầy sẽ đưa vào cái phần cuối chương này được chưa? Như vậy cứ cuối mỗi chương sẽ là các video học nâng cao và những cái dạng toán nâng cao. Vì vậy mà nếu bạn nào muốn học nâng cao thì chúng ta sẽ chờ và xem các cái video ở cuối chương. Chứ còn những cái buổi mà thầy dạy lý thuyết này thì nó sẽ là mục tiêu chính là các bạn nắm được cái khái niệm và những cái lý thuyết liên quan. Được chưa? Chứ còn về cái mặt bài tập thì nó chưa có quá nhiều bài khó. Ok. Rồi, hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta sẽ ghi cho thầy là bài 1 tính đơn điệu và cực trị của hàm số à, Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Phần 1 của buổi hôm nay luôn Để chúng ta nhắc lại về cái khái niệm Tính đơn điệu của hàm số là gì Rồi, thì trước khi mà chúng ta đến với cái khái niệm này Thì thầy các bạn sẽ cùng với thầy uh, Trả lời một số câu hỏi Đơn giản như sau nhé. Ở đây thầy có một hàm số Là y bằng x cộng 1 à, Các bạn hãy trả lời giúp thầy Là khi mà thầy tăng cái giá trị của x lên thì giá trị của y sẽ tăng hay giảm? Thế nghĩ câu hỏi này cũng rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Khi giá trị x tăng lên thì giá trị của y tăng hay giảm? À, rõ ràng là khi x tăng lên thì x cộng 1 cũng sẽ tăng lên, đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng là y sẽ tăng lên. Vậy khi này các bạn có thấy là x và y nó biến đổi cùng chiều nhau không? X tăng thì y cũng tăng, đúng không ạ? Vậy thì lúc này chúng ta gọi là x và y biến đổi cùng chiều. Và biến đổi cùng chiều thì chính là đồng biến à, Như vậy hàm số đồng biến là hàm số mà x và y biến đổi cùng chiều X tăng thì kéo theo y tăng Mà x giảm thì kéo theo y giảm Bây giờ thầy có thêm một hàm số nữa là hàm y bằng với 100 trừ đi x Các bạn trả lời giúp thầy là khi thầy tăng giá trị của x lên Thì giá trị của y nó sẽ tăng hay giảm Y bằng 100 trừ x à, Vậy thì khi mà thầy tăng giá trị của x lên Khi thầy tăng dần cái giá trị x lên Từ 1 lên 2 lên 3 lên 4 Thì 100 mà trừ đi x ấy, Rõ ràng cái giá trị 100 trừ x nó sẽ càng ngày nó càng giảm đi Đúng không ạ? À, ví dụ như khi x bằng 1 Thì thầy có 100 trừ x à, Tức là y đấy Lúc này y bằng 100 trừ x tức là 100 trừ 1 Đúng không? Vậy thì y nó sẽ là 99 À, khi mà x bằng 2 chẳng hạn thì các bạn tính cho thầy xem y bằng bao nhiêu Y là 100 trừ 2 Khi x bằng 2 thì y là 100 trừ 2 Tức là bằng 98 Đúng không ạ Ví dụ thầy cho x bằng 3 đi Lại tăng lên nữa x bằng 3 đi Thì lúc này y nó sẽ là 100 trừ đi 3 Và nó sẽ là 97 Đúng không ạ Như vậy thì chúng ta thấy là với giá trị thầy tăng dần Giá trị của x lên Từ 1 lên 2 lên 3 thì giá trị của y ấy, nó lại giảm dần 999897 đúng không ạ? Và khi chúng ta tăng tiếp con x lên thì giá trị của y nó lại tiếp tục nó giảm tiếp. Như vậy khi x tăng thì giá trị của y nó lại giảm. Và khi này thì thầy nói rằng là x và y biến đổi ngược chiều vì x tăng y giảm, đúng không ạ? Và khi mà x và y biến đổi ngược chiều chúng ta nói rằng hàm số đó là hàm số nghịch biến. Nghịch biến chính là biến đổi ngược chiều. Đó nó là một cái từ Hán Việt thôi các bạn. Đồng biến cũng tương tự như vậy nhé. Đấy thì đây chính là cái khái niệm mà thầy muốn nắm các bạn nắm được về đồng biến và nghịch biến. Thì sau đây chúng ta sẽ ghi lại cái khái niệm này. Rồi, các bạn ghi lại cho thầy lý thuyết như sau. Giả sử đây có hàm số y bằng f(x) nó xác định trên một tập hợp K. Đây là điều kiện tiên quyết để mà hàm số có thể là đồng biến hoặc là nghịch biến ở trên tập hợp K. Đấy, thì nó phải xác định ở trên cái tập hợp K này trước. Sau đó thì thầy sẽ có cái định nghĩa như sau. Hàm số y bằng f(x) được gọi là đồng biến Đồng biến còn có cách nói khác Chính là tăng Đồng biến ở trên K Nếu như X tăng kéo theo Y tăng Chính là cái nhận xét hồi nãy Chúng ta vừa mới nói xong đấy X tăng Y tăng tức là đồng biến Và tất nhiên ngược lại Hàm số Y bằng FX được gọi là nghịch biến Nghịch biến còn có cái tên khác Một cái cách nói khác nữa là giảm Nghịch biến và giảm là hai khái niệm giống nhau Nghịch biến ở trên K Nếu như X tăng kéo theo Y giảm Tất nhiên là À, những cái này chúng ta vừa mới nhận xét rồi thì nó cũng chẳng qua là chúng ta ghi chép lại thôi. Những cái gì mà các bạn cần ghi chép thì thầy luôn viết rất là rõ ở trong uh, cái slide. Đấy. từng cái gạch đầu dòng này cần ghi cái gì thì thầy đều viết rõ cả. Đấy. các bạn cứ theo dõi theo như vậy thôi. À, một cái ý nữa là các hàm đồng biến và nghịch biến ở trên tập hợp K ấy thì còn được gọi là cái hàm đơn điệu ở trên K. như vậy thì cái khái niệm đồng biến và khái niệm nghịch biến nó gom lại chỉ còn một khái niệm là đơn điệu thôi hàm đồng biến thì chúng ta cũng gọi là hàm đơn điệu, chưa? mà nghịch biến thì cũng gọi là hàm đơn điệu. Đấy, như vậy nó khái niệm bao gồm cả hai khái niệm kia. À, bây giờ các bạn sẽ cùng với thầy quan sát hai cái đồ thị như sau. Ở đây thì có hai đồ thị. Đồ thị bên trái là đồ thị của một hàm đồng biến, đồ thị bên phải là đồ thị của một hàm nghịch biến. Thì chúng ta xem xem là có nhận xét gì không nhá. À, đối với đồ thị của hàm đồng biến, các bạn có nhận xét gì khi chúng ta nhìn đồ thị này từ trái sang phải? Thì đồ thị này có xu hướng như thế nào đi lên hay là đi xuống? À, chúng ta quan sát nhé từ trái sang phải, ta thấy rằng đồ thị này nó đi lên đúng không? ạ? Rõ ràng nó đang đi lên đây này càng ngày nó càng cao hơn, đúng không? À, vậy thì chúng ta có cái nhận xét đó là đồ thị của một hàm đồng biến trên một cái khoảng k thì nó sẽ đi lên ở trên cái khoảng k đó. Thế còn đồ thị nghịch biến thì các bạn có thể thấy là đây đồ thị thứ hai đồ thị bên phải, đúng không? Đây là đồ thị của một hàm nghịch biến. Khi chúng ta nhìn đồ thị này từ trái sang phải Theo hướng mắt từ trái sang phải Ta thấy đồ thị này nó có xu hướng là nó đi xuống Đúng không? Đấy, các bạn thấy nhé. nhìn từ trái sang phải thì càng ngày đồ thị nó càng Nó càng thấp hơn Đúng không? Càng ngày thì nó càng thấp hơn Tức là nó đang đi xuống nhá. Như vậy thì đồ thị của một hàm nghịch biến trên khoảng K Nó sẽ đi xuống ở trên K Vậy chúng ta sẽ ghi lại cái tính chất này Đồ thị của các hàm đơn điệu thì có cái tính chất sau Tính chất thứ nhất Nếu hàm số Y bằng Fx đồng biến ở trên K Thì đồ thị của nó sẽ đi lên từ trái sang phải Đấy. Hàm số đồng biến thì đồ thị của nó sẽ đi lên Tất nhiên cái hướng mắt của mình nhìn sẽ là từ trái sang phải rồi Thứ hai nữa Nếu hàm số Y bằng Fx nghịch biến trên khoảng K Thì đồ thị của nó sẽ đi xuống Tất nhiên vẫn là nhìn từ trái sang phải Khi chúng ta quan sát một cái đồ thị thì luôn nhìn từ trái sang phải vì đó chính là cái hướng tăng của của x đúng không ạ? nhìn theo đúng hướng tăng của x. Rồi, như vậy chúng ta có hai cái nhận xét này. À, vậy thì hai cái nhận xét này dùng để làm cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ để chúng ta ứng dụng luôn. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ ứng dụng cái lý thuyết vừa rồi để chúng ta giải ví dụ đầu tiên trong buổi hôm nay. À, ví dụ 1, tìm các khoảng đơn điệu của hàm số y bằng f(x) có đồ thị như trong hình vẽ. Đây người ta cho chúng ta một cái đồ thị sẵn rồi và yêu cầu để chúng ta tìm các cái khoảng đơn điệu, đúng không ạ? và đây cũng là một cái dạng toán mà chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều trong các đề thi cũng như là những cái bài kiểm tra trên lớp nữa. Làm nào để chúng ta tìm được các khoảng đơn điệu của đồ thị một cái đồ thị cho trước như thế này đây? À, thì thứ nhất là các bạn phải chia đồ thị này thành các phần khác nhau dựa trên cái tính chất đi lên hay đi xuống của đồ thị. À, ví dụ, các bạn nhìn thấy là đồ thị bắt đầu từ điểm này và đồ thị nó sẽ đi lên dần cho đến điểm này như vậy ở đây thì cắt ra được cái đoạn đồ thị đầu tiên từ điểm này đồ thị nó đổi chiều nó đi xuống đúng không nào bắt đầu nó đi xuống đến điểm này thì nó dừng cái việc đi xuống lại thế thì đây chính là đoạn đồ thị thứ hai chúng ta cắt ra được đoạn đồ thị cuối cùng sẽ là từ điểm này đi lên cho đến hết đồ thị thì thôi như vậy đến đây thì chúng ta chia cái đồ thị thành ba phần khác nhau đúng không nào bây giờ chúng ta sẽ xét cái tính đồng biến nghịch biến của từng khoảng một của từng cái đoạn đồ thị một nhé đoạn đồ thị đầu tiên là đoạn bắt đầu từ điểm này cho đến điểm này chúng ta thấy chắc chắn là đồ thị đi lên thì hàm số sẽ đồng biến rồi theo cái tính chất vừa rồi chúng ta học đồng biến nhưng vấn đề là đồng biến ở trên khoảng nào Thì cách để chúng ta tìm ra cái khoảng mà hàm đồng biến ấy, Đó là các bạn lấy hai đầu mút Chúng ta dóng lên trục hoành Hay nói cách khác là chúng ta sẽ lấy hoành độ của hai đầu mút Đầu mút này có hoành độ là âm 2 Đầu mút này có hoành độ là một Như vậy cái khoảng chúng ta có được là khoảng âm 2 đến 1 Và khoảng này thì đồ thị đi lên nên hàm được gọi là đồng biến tương tự như vậy chúng ta sẽ xét cái khoảng cái đoạn đồ thị thứ hai. Đoạn đồ thị thứ hai là từ điểm này xuống đến điểm này. Đồ thị đi xuống thì chắc chắn là hàm sẽ nghịch biến rồi. Vấn đề bây giờ chỉ là tìm cái khoảng mà nó nghịch biến thôi. thế ta thấy rằng hai đầu mút của đoạn đồ thị này thì hoành độ của nó lần lượt là 1 và 5. Đúng không nào? Như vậy cái khoảng 1 năm sẽ là một khoảng mà hàm nghịch biến. Thì nhắc lại một lần nữa là chúng ta muốn tìm cái khoảng đồng biến hoặc nghịch biến thì chúng ta sẽ lấy hai đầu mút của đoạn đồ thị mà chúng ta cắt ra ấy. Chúng ta dòng lên trục hoành để tìm ra hoành độ của hai đầu mút. Thì hoành độ của hai đầu mút chính là cái khoảng đồng biến hoặc là nghịch biến mà chúng ta cần tìm. Đoạn đồ thị cuối cùng là từ điểm này đi lên đến điểm này. Đi lên chính là đồng biến. Và hai đầu mút của chúng ta thì có hoành độ lần lượt là 5 và 8. Đúng không nào? Như vậy khoảng cuối cùng chính là khoảng 5, 8. Và khoảng này thì hàm đồng biến. À, như vậy đến đây thì chúng ta đã uh, nắm được cái phương pháp để giải bài toán là nhìn đồ thị để tìm khoảng đồng biến và nghịch biến rồi. Đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng với thầy ứng dụng trong cái ví dụ số 2. Thì ta xem xem là chúng ta có làm đúng không nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào ví dụ số 2 và các bạn sẽ thử ứng dụng cái phương pháp mà thầy vừa hướng dẫn các bạn trong ví dụ 1 để ta làm xem là có ra kết quả giống như thầy không nhá. À, các bạn có thể dừng video lại để chúng ta thử làm trước rồi sau đấy các bạn sẽ so sánh kết quả với thầy. <laughs> tìm các khoảng đơn điệu của hàm số y bằng f(x) có đồ thị cho trong hình vẽ. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái đồ thị rồi và tất nhiên là để tìm được các cái khoảng đồng biến và nghịch biến của nó ấy, các bạn sẽ chia đồ thị này thành các phần khác nhau, các cái đoạn khác nhau. Uh, dựa vào cái tính đi lên hay đi xuống của đồ thị đúng không nào điểm bắt đầu của đồ thị là điểm này uh, sau đó thì đồ thị nó sẽ dần đi lên cho đến vị trí này thì nó dừng lại từ vị trí này nó đi xuống và đi xuống đến vị trí này thì nó không đi xuống nữa nó dừng lại từ vị trí này đồ thị lại đi lên đến vị trí này thì nó dừng lại và từ vị trí này trở về sau thì nó chỉ có đi xuống thôi Như vậy thì đồ thị của chúng ta sẽ được chia làm 4 phần à, Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm các cái khoảng ứng với từng phần một Phần đầu tiên là phần này Đây là phần đồ thị đầu tiên Hoành độ hai đầu mút của phần đồ thị này Sẽ là âm 3 và âm 2 Đấy, Chúng ta lấy hai đầu mút chúng ta giống lên trục hoành để tìm ra hoành độ của hai đầu mút Đấy, thì cái hoành độ của hai đầu mút chính là cái khoảng mà ứng với đoạn đồ thị này à, vậy thì có cái khoảng đầu tiên chính là khoảng âm 3 và âm 2. Trong cái khoảng này thì đồ thị của mình là đi lên, vì vậy mà hàm sẽ là đồng biến. Chúng ta cùng xét đến đoạn đồ thị thứ hai đoạn đồ thị thứ hai là từ điểm này đồ thị đi xuống đến điểm này hai đầu mút của chúng ta thì lần lượt có hoành độ là âm 1 xin lỗi các bạn là âm 2 và âm 1 vậy thì cái khoảng tương ứng sẽ là âm 2 âm 1 và vì đồ thị cái đoạn đồ thị này của mình nó đi xuống thế nên là hàm sẽ nghịch biến trong khoảng từ âm 2 đến âm 1 đoạn đồ thị thứ ba là đoạn từ điểm này đồ thị đi lên đến điểm này. Hai đồ mút của đoạn đồ thị này thì có hoành độ lần lượt là âm 1 và 0. Vậy khoảng tiếp theo chính là khoảng âm 1, 0. Đoạn đồ thị thứ ba của chúng ta nó đi lên. Thế nên là hàm số sẽ đồng biến trong khoảng này. Và cuối cùng là khoảng từ vị trí này đồ thị đi xuống đến vị trí này hai đầu mút của đoạn đồ thị này có hoành độ là 0, điểm này thì hoành độ là 0, còn điểm này thì hoành độ là 1. Như vậy khoảng cuối cùng của chúng ta chính là khoảng 01. Và trong khoảng này thì các bạn thấy đồ thị của chúng ta nó đi xuống, vì vậy mà hàm sẽ được gọi là nghịch biến. À, như vậy thì đến đây chúng ta đã có xét uh, được các cái khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số rồi, đúng không nào? Và hy vọng là các bạn đã có kết quả đúng trong câu này khi mà các bạn ứng dụng cái phương pháp thầy hướng dẫn ở ví dụ một thầy tin là các bạn sẽ làm được chính xác cái ví dụ này thôi uhm, và như vậy cũng là một cái điểm rất là tốt bởi vì chúng ta vừa mới học xong cái phương pháp và bây giờ chúng ta có thể ứng dụng vào để chúng ta làm được một cái bài toán khác tương tự như vậy đúng không ạ như vậy cũng đã là một cái um, tiến bộ rất là lớn rồi và đây cũng là một cái dạng bài mới với chúng ta nữa ok như vậy chúng ta sẽ kết thúc ví dụ hai đấy thôi và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái phần lý thuyết tiếp theo. À, sau đây thì chúng ta cùng đến với một cái phần lý thuyết tiếp theo mà nó sẽ cực kỳ là quan trọng khi mà chúng ta làm bài tập. Đấy. Thì đối với gạch đầu dòng thứ ba, thầy sẽ giới thiệu với các bạn về cái liên hệ giữa tính đơn điệu, tức là tính đồng ý nghịch biến với dấu của đạo hàm. Đó, chúng ta xem xem là liệu là cái tính đơn điệu mà chúng ta vừa định nghĩa ở bên trên thì nó có liên quan gì đến với dấu của đạo hàm hay không? Đạo hàm là một cái khái niệm chúng ta đã học Ở lớp 11 rồi à, Thế thì chúng ta có cái Một cái mối quan hệ như sau Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm Ở trên khoảng k Thì Trường hợp thứ nhất Nếu f' Dương với mọi x Thuộc khoảng k Thì khi đó chúng ta kết luận được Hàm số y bằng fx nó sẽ đồng biến Ở trên khoảng k Đấy, Nếu f phẩy là dương với mọi x thuộc một cái khoảng k nào đấy thì hàm số y bằng fx sẽ đồng biến trên k hay nói ngắn gọn nôm na là nếu đạo hàm dương thì hàm sẽ đồng biến ở trên cái khoảng đấy và ý thứ hai là nếu mà f phẩy âm với mọi x thuộc k thì hàm số y bằng fx sẽ nghịch biến trên k cái này mình cũng nói nôm na đó là đạo hàm âm thì hàm số sẽ nghịch biến trên cái khoảng đó nhé đạo hàm dương thì hàm số đồng biến đạo hàm âm thì hàm số nghịch biến bây giờ chúng ta đến với một cái ví dụ thì sẽ làm rõ hơn về cái tính chất này thì có ví dụ số 3 chứng minh rằng hàm số gx bằng với x trên x trừ một nghịch biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng rồi chúng ta sẽ giải bài toán này thì các bạn biết đấy là nếu đạo hàm mà dương thì hàm số sẽ chắc chắn là đồng biến rồi và nếu hạn đạo hàm mà âm thì hàm số sẽ chắc chắn nghịch, nghịch biến đúng không ạ vậy thầy sẽ ứng dụng luôn cái lý thuyết vừa rồi để chúng ta chứng minh cái bài toán này để chứng minh rằng hàm số gx này là nghịch biến trên khoảng từ một đến dương vô cùng thầy sẽ chứng minh là đạo hàm của nó âm trên khoảng một đến dương vô cùng Ồ, chúng ta xem chứng minh như nào nhé thứ nhất là chúng ta sẽ phải uh, khẳng định hàm số đã cho nó xác định trên khoảng từ 1 đến vô cùng trước. Bởi vì các bạn biết rằng là điều kiện tiên quyết để hàm số có thể đơn điệu trên một khoảng đó là hàm số đó phải xác định ở trên khoảng. Như vậy thì các bạn phải chắc chắn có cái dòng khẳng định là hàm số đã cho nó xác định trên khoảng từ 1 đến vô cùng mà chúng ta đang cần chứng minh. Thứ hai nữa, thầy sẽ tính đạo hàm của hàm số này. Thầy có đạo hàm của hàm gx Bằng x trên x trừ 1 đúng không? Thì kết quả đạo hàm sẽ là trừ 1 trên x trừ 1 bình phương Cái này nó liên quan đến đạo hàm nhé à, Nên là bạn nào mà chúng ta học đạo hàm hơi kém một chút Thì chắc chắn là các bạn phải xem lại video uh, Thầy đã hướng dẫn cái quy tắc tính đạo hàm Ở lớp 11 Đấy, Thì uh, video này thì trên Youtube Của tuyển sinh hiện tại thì cũng chưa có Thế nên là nếu mà các bạn uh, Có mong muốn là xem lại cái Video uh, quy tắc đạo hàm đó Để chúng ta ôn tập ấy thì các bạn sẽ comment xuống ở bên dưới có thể là ở trên trang tuyển sinh hoặc là video này nếu có phát youtube thì sẽ là trên youtube đấy thì các bạn sẽ comment xuống bên dưới để thầy biết được các bạn có cần cái video đó hay không nếu cần thì thầy sẽ uh, gửi các bạn cái video đấy upload nó lên youtube để cho các bạn có thể là xem lại được để cho những bạn mà chúng ta không có mua khóa uh, 11 đúng không ạ thì chúng ta có thể xem lại được cái bài đấy. đấy tất nhiên là nội dung 11 thì nó không chỉ có mỗi bài đấy đó nhưng mà cái bài đấy nó sẽ phục vụ cho việc các bạn học được chương ứng dụng đạo hàm hay không Rồi thì thế có tính được uh, g phẩy Kết quả nó sẽ là âm 1 trên x 1 bình phương Đúng không ạ? Cái này thì sẽ nói nhanh về cái công thức nhé Tất nhiên đạo hàm nó có rất nhiều công thức Nhưng bài này thì sẽ nói nhanh một công thức AX cộng B trên CX cộng D Thì cái công thức đạo hàm của cái dạng hàm này ấy Dạng này còn gọi là hàm bậc nhất trên bậc nhất đúng không? Từ bậc nhất mẫu cũng bậc nhất vậy là dạng bậc nhất trên bậc nhất thì công thức của mình ấy là a nhân d chúng tức là chúng ta nhân chéo đúng không a với d trừ đi nhân chéo b với c tất cả chia cho mẫu số tức là c cộng d bình phương Thế bây giờ chúng ta ứng dụng một cái hàm này thì chắc chắn các bạn sẽ giải được đạo hàm của nó thôi x trên x trừ 1 đạo hàm để mà nó ra đúng cái Uh, công thức này thì thầy sẽ biến đổi một chút cái tử tử là x thì sẽ biết nó thành là x trừ không rồi bây giờ chúng ta sẽ đạo hàm này muốn đạo hàm thì chúng ta sẽ gì nhân chéo hệ số đúng không con x thì nó không ghi hệ số thì hệ số nó là một các bạn nhé không ghi hệ số tức là hệ số là một đấy thế nhân chéo một với trừ một một nhân chéo với trừ một rất nhiều bạn là quên không nhân cái dấu này nếu đằng trước số đó là dấu trừ thì các bạn phải nhân cả dấu trừ nhé. 1 nhân với trừ 1. Trừ đi. Trừ 0. Nhưng mà trừ 0 thì vẫn là 0 thôi. Đúng không? 0 nhân với 1. Tất là chúng ta nhân chéo hệ số rồi. Trừ đi nhau. Tất cả chia cho mẫu số bình phương. Rồi và kết quả của mình này. 1 nhân trừ 1 thì chính là trừ 1. Còn 0 nhân 1 là 0 rồi thì có trừ nó hay không cũng không quan trọng Đúng không ạ? Bỏ đi Mẫu số là x 1 bình phương À vậy thì nó chính là ra cái kết quả này Đúng không ạ? Đây là kết quả đạo hàm đây Trừ 1 trên x 1 bình phương Và các bạn khẳng định được chắc chắn phân số này sẽ là âm rồi Bởi vì Gì nhỉ? Tử dương này Mẫu là bình phương thì nó cũng dương luôn đúng không? Dương chia dương là dương Nhưng đằng trước có dấu trừ Thì chắc chắn là nó sẽ âm rồi À, như vậy thì cái con g phẩy của mình ấy, ta vừa mới chứng minh được là nó luôn âm. Nó luôn âm, thậm chí còn không cần là trong cái khoảng không chỉ riêng trong cái khoảng từ 1 đến dương vô cùng, đúng không ạ? Con g phẩy này sẽ luôn âm với mọi con x mà miễn làm sao thỏa mãn điều kiện xác định là được. Miễn là cái hàm này có tồn tại thì chắc chắn là nó sẽ âm. Đấy, chắc chắn là nó sẽ luôn âm. Thế thì hàm này đã luôn âm với mọi x rồi thì nó cũng sẽ luôn âm với x thuộc khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Đúng không ạ? luôn âm với mọi con x miễn là nó xác định Đấy, thì tất nhiên cái khoảng từ một đến dương vô cùng nó cũng sẽ nó cũng sẽ âm thôi mà chúng ta đã chứng minh được là đạo hàm luôn âm trên khoảng từ một đến dương vô cùng thì từ đó theo định lý bên trên suy ra hàm gx chắc chắn là sẽ nghịch biến trên cái khoảng từ một đến dương vô cùng rồi đó. đạo hàm âm trên khoảng nào thì hàm sẽ nghịch biến trên khoảng đó và đạo hàm dương trên khoảng nào thì hàm số sẽ đồng biến trên khoảng đó. Đó, chúng ta ứng dụng cái đấy để chúng ta chứng minh luôn, đúng không ạ? <laughs> Rồi như vậy đến đây chúng ta hoàn thành xong ví dụ số 3. Đấy thì bây giờ thầy sẽ đến với một cái phần lý thuyết tiếp theo. Rồi chúng ta ghi cho thầy uh, phần lý thuyết thứ tư. Quy trình uh, xét tính đơn điệu của một hàm số. Uh, tất nhiên là những cái dạng bài mà liên quan đến đơn điệu của hàm số ấy thì đa phần người ta sẽ cho chúng ta một hàm số nào đấy và yêu cầu các bạn là sẽ phải tìm ra hàm số đó là đồng biến trên khoảng nào à, các bạn còn nhớ lại ví dụ một và ví dụ 2 thì có hướng dẫn ở bên trên không à, nhiều bạn sẽ bảo là tại sao chúng ta lại sẽ cần cái quy trình này trong khi là chúng ta nhìn vào cái hình vẽ nhìn vào cái đồ thị của hàm số là chúng ta cũng đã có thể xét được cái tính đơn điệu của hàm số rồi nhưng mà không phải là lúc nào đề bài cũng cho chúng ta đồ thị các bạn ạ. thế nên là chúng ta sẽ cần một cái quy trình để xét tính đơn điệu của một hàm số mà không cho chất đồ thị. Rồi, thế thì ở đây thì sẽ có một cái quy trình bao gồm có bốn bước áp dụng được cho mọi hàm số khi các bạn muốn xét tính đơn điệu của nó. Bước 1 là chúng ta sẽ tìm tập xác định của hàm số. Tập xác định của hàm số thì nó giống như kiểu cái điều kiện xác định nhưng các bạn chuyển về dạng tập hợp vậy. Bước số 2 là các bạn tính F phẩy, tức là tính đạo hàm của hàm số đấy. Sau khi đã tìm được đạo hàm rồi, các bạn sẽ tìm giúp thầy những điểm x thuộc tập xác định sao cho tại điểm đó thì đạo hàm bằng 0 hoặc là đạo hàm không tồn tại. Đấy tức là sau khi tính được đạo hàm chúng ta tìm những cái con x khiến cho đạo hàm bằng 0 hoặc là không tồn tại. Tất nhiên là những cái con x đấy nó phải thuộc tập xác định rồi. Và bước 3 chúng ta sẽ xét dấu của f' và lập bằng biến thiên. Đó, thì nói chung bước 3 nói đơn giản là bước lập bằng biến thiên. Còn lập như thế nào thì lát nữa thầy sẽ cùng các bạn à, thực hành. Bước 4, chúng ta sẽ kết luận về khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số như đề bài yêu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái chú ý nữa. À, khi mà xét tính đơn điệu của hàm số ấy mà không đề cập đến khoảng cần xét. À, các bạn thấy là bên trên á thì um, ví dụ chúng ta chứng minh một cái hàm số nào đấy đồng biến hoặc nghịch biến trên một khoảng. Người ta thường sẽ cho chúng ta một cái khoảng nào đấy đúng không ạ? Để chúng ta xét cái tính đồng biến, biến của nó. Nhưng mà nếu mà đề bài không nói gì về cái khoảng cần xét thì chúng ta hiểu rằng ta sẽ cần xét tính đơn điệu của hàm số đó trên tập xác định của nó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ nhé Thì sẽ làm rất là rõ về cái tính chất này Về cái quy trình này Chứ còn nếu mà không làm bài tập Mà cứ nói lý thuyết thì tất nhiên cũng không có thể hiệu quả được Đúng không ạ? À, chúng ta vào ý A Hàm số fx bằng âm x mũ 3 cộng với 3x bình phương. À, bước 1, các bạn còn nhớ làm gì không? Bước 1 chính là bước tập xác định. Tập xác định chúng ta thường ký hiệu là D các bạn nhé. Và hàm đa thức thì chắc chắn là luôn xác định ở trên R rồi. Như vậy tập xác định sẽ là tập R. Bước số 2. Bước 2 là chúng ta phải tính đạo hàm của hàm số, tức là f' đấy. Bây giờ nó lại liên quan đến đạo hàm Vì chương này là ứng dụng của đạo hàm Thế nên tất nhiên là các bạn phải biết tính đạo hàm trước Thì mới học được chương này Vậy thì bạn nào mà chúng ta còn chưa biết Về cách tính đạo hàm của hàm số cơ bản như thế nào Thì chúng ta sẽ comment cho thầy ở bên dưới à, Có thể là trên gia truyền sinh hoặc là Youtube đúng không? Để thầy biết được Và thầy sẽ tải cái video uh, Hướng dẫn tính đạo hàm ở lớp 11 lên Nhá, dành cho những bạn nào mà chúng ta bị mất gốc Lớp 11 ở phần này F' ở đây thì sẽ có kết quả là Trừ 3x bình phương cộng với 6x Đó, Thế còn thầy sẽ không có hướng dẫn Quá rõ ở cái bước này nữa Bởi vì đa phần các bạn đã biết rồi Đúng không ạ Rồi như vậy có F' rồi Có F' rồi thì chúng ta sẽ cho F' bằng 0 Để tìm cho thầy xem là uh, Liệu uh, Có những con x nào Trừ 3x bình phương cộng 6x bằng 0 thì nó sẽ xảy ra khi x bằng 0 hoặc là x bằng 2 Tất nhiên là cái này nó chỉ là bấm máy thôi hoặc là các bạn nhầm đó thì nó cũng đều ra được hai cái kết quả này hai con x này như vậy đến đây chúng ta đã tìm xong những cái con x mà khiến cho f phải bằng 0 đúng không ạ còn tất nhiên ở đây thì với f phải là một hàm đa thức nó luôn xác định vì vậy mà không có con x nào khiến cho con f phải này nó không xác định cả đó. chúng ta chỉ có hai con x khiến cho nó bằng không mà thôi Bây giờ chúng ta sẽ sang bước 3 là bước lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên thì cũng nhiều bạn đã học ở những lớp dưới rồi. Ở lớp 9, lớp 10 chúng ta cũng có tiếp cận qua với bảng biến thiên. Thế tuy nhiên là lớp 12 thì nó sẽ đầy đủ hơn. Chúng ta cùng lập nhé. Cái bảng biến thiên ấy, nó sẽ bao gồm có 3 dòng. hai cột. ba à, 3 dòng. Dòng đầu tiên sẽ gọi là dòng x dòng thứ hai là dòng f' và dòng thứ ba là dòng fx. Chúng ta có ba dòng như vậy. Dòng to nhất là dòng thứ ba. Dòng x và dòng f' chỉ cần một dòng ở trên cái vở ghi của các bạn thôi, một dòng kẻ ở trên vở ghi thôi. Trên dòng x chúng ta điền những cái gì? Trên dòng x chúng ta điền hai đầu sao cho nó chính là cái miền mà x xác định. À, x xác định trên R, à, xin lỗi các bạn là hàm số xác định Hàm số của chúng ta xác định ở trên R Vì vậy X có thể chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng Đúng không ạ? Hay chúng ta còn hiểu là Hai đầu này chính là tập xác định R chính là từ âm vô cùng đến dương vô cùng Ở giữa của dòng X Chúng ta sẽ điền uh, Hai cái giá trị Hoặc nói cách khác là chúng ta điền tất cả những cái giá trị Mà các bạn tìm được ở bước 2 Đấy, Bước 2 tìm được những cái giá trị X nào Thì chúng ta điền hết lên trên dòng X này Điền vào giữa nhé Theo thứ tự là tăng dần Thầy tìm được hai giá trị của x là 0 và 2 thì thầy điền lên dòng x theo thứ tự tăng dần. Không trước hay sau. Đến đây chúng ta đã hoàn thành xong dòng đầu tiên là dòng x rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái dòng thứ hai. Dòng thứ hai là dòng f' thì bên dưới các giá trị của x mà khiến cho f' bằng 0, chúng ta sẽ điền số 0. Thầy nhắc lại một lần nữa. Dưới những giá trị của x khiến cho f' bằng 0 ở đây là con 0 và con 2 đúng không? Hai giá trị này chính là hai giá trị của x mà khiến cho f phẩy bằng 0. Đấy, thì bên dưới hai giá trị của x này chúng ta sẽ điền số 0 ở dòng f phẩy để biểu thị cho là khi x bằng 0 thì f bằng 0, khi x bằng 2 thì f bằng 0. Nhá, nó biểu thị như vậy thôi. Bước tiếp theo của chúng ta là bước điền dấu. Thì cái bước điền dấu này chúng ta sẽ có hai cách làm chính. À, cách thứ nhất là chúng ta sẽ chọn giá trị đại diện hay còn nhiều thầy cô thì sẽ gọi là phương pháp thả điểm nhưng thầy nghĩ là chọn giá trị đại diện thì nghe nó sẽ dễ hiểu hơn âm vô cùng đến không thì thầy sẽ chọn giá trị đại diện là âm một giá trị đại diện là một cái giá trị bất kỳ thuộc khoảng mà em cần đại diện thôi âm vô cùng đến không chúng ta có thể chọn con âm một làm đại diện từ 0 đến 2 chúng ta có thể chọn con một làm đại diện từ 2 đến dương vô cùng chúng ta chọn con 3 làm đại diện thì cái phương pháp chọn giá trị đại diện này á uh, Sau khi các bạn đã chọn giá trị đại diện xong rồi Chúng ta sẽ đem thay các cái giá trị đại diện này Vào con F phẩy Xem lúc đấy F phẩy mang dấu gì Thì điền dấu đấy là xong Với giá trị đại diện là âm 1 Thầy thay vào F phẩy Thầy được là âm 3 nhân với âm 1 bình phương Tức là bằng âm 3 nhé Cộng với 6 nhân âm 1 Tức là bằng âm 6 Thì âm 3 mà trừ đi 6 nữa thì là âm 9 Như vậy Với giá trị đại diện là âm 1 thì F phẩy của mình là âm 9. Thì lúc này các bạn điền cho thầy dấu trừ vào vị trí này. Vào vị trí chính giữa của cái khoảng âm vô cùng đến 0. Và nằm ở dòng F phẩy. Chứ không phải điền ở trên cái dòng X nhé. Mà điền ở dòng F phẩy. Dấu trừ này điền vào giữa khoảng âm vô cùng đến không Nhưng điền ở dòng bên dưới F Tiếp theo là khoảng 0 đến 2 giá trị đại diện là 1. Chúng ta thay giá trị đại diện 1 này vào trong F phẩy thì ta được là âm 3 cộng 6 tức là bằng 3 vậy tức là số dương đúng không? Khi đó f dương. Trong khoảng từ 0 đến 2, f là dương, vậy chúng ta điền dấu dương vào dòng f và giữa cái khoảng 0 2 này. Tiếp theo nữa là khoảng từ 2 đến dương vô cùng thì với cách làm tương tự với giá trị đại diện 3 chúng ta thay vào f thì được là âm -3 nhân với 3 bình phương cộng với 6 nhân 3 đúng không? Thì âm -3 mà nhân với 3 bình ấy nó là âm -27. Còn cộng với 6 nhân 3 là cộng 18 âm 27 mà cộng 18 thì là nó bằng âm 9 như vậy vẫn là số âm thôi thì chúng ta điền dấu âm vào dòng F phẩy rồi như vậy đến đây chúng ta hoàn thành xong cái dòng F phẩy điền xong dấu và điền xong các cái số 0 này xem như xong F rồi bây giờ chúng ta điền đến dòng Fx ở dòng Fx chúng ta sẽ điền các cái mũi tên có thể là đi lên hoặc là đi xuống bên dưới dấu trừ thì chúng ta điền mũi tên đi xuống còn dưới dấu cộng thì ta điền mũi tên đi lên à, thế thì dưới dấu trừ này thì điền mũi tên đi xuống rồi dấu cộng tiếp theo thì điền mũi tên đi lên và cuối cùng nữa dấu trừ nữa thì điền mũi tên đi xuống. Bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta hoàn thành nốt được cái dòng FX đây? Thì tại các cái đầu mút của các mũi tên chúng ta sẽ phải điền các giá trị tương ứng vào. Vậy làm nào để chúng ta tìm được các cái giá trị tại các đầu mút này? Thì cách làm đó là chúng ta sẽ thay x thay giá trị ở dòng x thay vào trong fx đó lấy giá trị của x thay vào trong máy thì sẽ tìm được giá trị của các cái đầu mút này ví dụ đầu mút này ứng với x là âm vô cùng thì chúng ta thay x là âm vô cùng vào đầu mút này ứng với giá trị là không thì chúng ta thay x bằng 0 vào. Đúng không vào tương tự đầu mút này ứng với giá trị 2 thì chúng ta thay hai vào đầu mút này ứng với giá trị dương vô cùng thì chúng ta thay vào Đó, thay vào là xong thôi Đó, bây giờ hai cái con vô cùng á thì nó sẽ khó điền hơn vì vậy mà thầy sẽ điền con không và con hai trước nhé thay con không và con hai trước với x bằng 0 thì khi đó fx của mình fx chứ không phải f phẩy các bạn nhé dòng thứ ba đã là dòng fx rồi chúng ta với con x bằng 0 này chúng ta đem thay vào trong fx thì mình được là âm 0 mũ 3 cộng 13 nhân 0 bình phương tức là vẫn bằng 0 đúng không ạ vậy với x bằng 0 thì fx bằng 0 với x bằng 2 chúng ta thay vào trong fx là âm 8 cộng với 12 tức là bằng 4 như vậy giá trị ở đây là 4 thế còn hai đầu thì điền như thế nào Đối với các hàm đa thức ấy, Thì hai đầu của mình Nó sẽ chắc chắn là vô cùng Đấy là đối với các hàm đa thức nha các bạn Đây là một hàm đa thức bậc 3 đúng không Đấy, Thì chắc chắn là hai đầu nó sẽ là vô cùng Nhưng vấn đề là âm vô cùng hay dương vô cùng Thì các bạn điền cho nó hợp lý là được Con nào ở trên cao Thì ta điền là dương vô cùng Con nào ở dưới thấp ta điền là âm vô cùng Vậy là xong thôi Đấy, Con này trên cao điền là dương vô cùng đúng không Con này dưới thấp điền là âm vô cùng Vậy là xong như vậy đến đây chúng ta hoàn thành xong bảng biến thiên và bước cuối cùng của chúng ta chắc chắn là bước kết luận rồi từ cái bảng biến thiên này thì chúng ta sẽ có thể đưa ra kết luận về cái khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số nhưng mà làm như thế nào à, thì các bạn sẽ coi cái bảng biến thiên này giống như một cái dạng đồ thị nhưng mà rút gọn đi vậy đấy chúng ta sẽ có hai cách để đọc uh, cái bảng biến thiên từ bảng biến thiên mà tìm ra được khoảng đồng biến nghịch biến Cách thứ nhất là chúng ta dựa vào dấu của f'. Các bạn đã biết rằng là f' mà mang dấu âm trong khoảng nào thì khoảng đó sẽ thì hàm số trong cái khoảng đấy nó sẽ nghịch biến đúng không ạ? f' mang dấu dương trong khoảng nào thì hàm số sẽ là đồng biến trong khoảng đấy. Thế thì rõ ràng ở đây khoảng từ âm vô cùng đến 0, cái khoảng đầu tiên, âm vô cùng đến 0. Rõ ràng là hàm nó sẽ nghịch biến rồi. Khoảng thứ hai là khoảng từ 0 đến 2. Các bạn thấy khoảng này thì F phẩy tương ứng ở bên dưới nó mang dấu dương Như vậy thì hàm nó sẽ là đồng biến Và khoảng cuối cùng là từ 2 đến dương vô cùng Hàm nó sẽ là nghịch biến Rồi như vậy là chúng ta có thể tìm ra được kết quả Cách thứ hai nữa Trong một số trường hợp người ta không cho chúng ta cái con cái dòng F phẩy Một số trường hợp Người ta chỉ cho chúng ta mỗi cái bảng biến thiên thôi Không cho hàm số Mà chỉ cho mỗi cái bảng biến thiên trong đó có dòng x và dòng fx Tức là không cho dòng f' nữa Thì trong cái trường hợp đấy ấy, Các bạn sẽ nhìn vào cái mũi tên này Mũi tên của khoảng nào Đi xuống Thì khoảng đấy là nghịch biến đúng không Mũi tên của khoảng nào đi lên Thì khoảng đó sẽ là đồng biến Nó giống như kiểu cái đồ thị đấy các bạn đấy, Thì cái khoảng âm vô cùng đến không này Mũi tên tương ứng với nó là mũi tên đi xuống Vì vậy mà trong khoảng này hàm sẽ Nghịch biến trong khoảng từ 0 đến 2 thì mũi tên tương ứng với nó là đi lên vì vậy mà nó sẽ đồng biến. Và khoảng cuối cùng là từ 2 đến dương vô cùng thì cái mũi tên tương ứng với nó là mũi tên đi xuống vì vậy mà hàm nó sẽ là nghịch biến trong khoảng này. Đấy thì nó có hai cách. Các bạn đọc bằng dòng F' cũng được mà đọc bằng dòng FX cũng được. Đó. À, nếu như đa phần bài toán à, chúng ta sẽ chỉ làm dòng X và dòng F' thôi thì cũng đã có thể kết luận về đồng biến nghịch biến rồi. Nhưng mà nếu các bạn làm bài tự luận thì chắc chắn các bạn sẽ phải lập đủ một cái bảng ra, đủ cả ba dòng. Đó, cho nên chúng ta sẽ không chỉ làm hai dòng trên được. Đấy là khi mà làm tự luận nhé. Ok, và hồi nãy thì thầy có nói rằng là để mà điền dấu của F' ấy, thì nó có hai cách. Đúng không ạ? Vậy thì cách hai là làm cái gì? Thì đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn luôn cách số 2. Làm nào để không chọn giá trị đại diện nữa nhưng chúng ta vẫn điền được dấu của F' Đúng không ạ? không chọn giá trị đại diện nữa nhưng vẫn điền được thì chú ý rằng cái cái mẹo này ấy, nó chỉ ứng dụng cho các cái hàm đa thức thôi nha rồi mẹo là như sau thứ nhất dấu đối với các hàm đa thức thì dấu của khoảng ngoài cùng bên tay phải các bạn thấy ở đây chúng ta có ba khoảng âm vô cùng đến 0, không đến hai và hai đến dương vô cùng thì cái khoảng ngoài cùng bên tay phải chính là khoảng từ hai đến dương vô cùng dấu của khoảng ngoài cùng bên tay phải luôn cùng dấu với con A ở trong hàm số. A tức là hệ số của con X có số mũ to nhất. Đấy. Thì các bạn thấy đây, trong cái hàm số này, chữ X mũ 3 chính là cái con có số mũ to nhất. Và hệ số của nó là âm 1, tức là mang dấu âm. đúng không ạ Và cái hệ số này, hệ số của con X mũ to nhất mang dấu gì? Thì khoảng ngoài cùng bên tay phải cũng sẽ mang dấu đấy. Như vậy thì khoảng 2 đến dương vô cùng không cần thay giá trị đại diện thầy cũng biết dấu của nó là dấu âm thế thì làm nào để tìm ra được dấu của những khoảng còn lại đây à, ở đây thì mình chú ý là đối với um, trường hợp f là hàm bậc hai hay nói cách khác là trường hợp Fx là hàm bậc 3. với trường hợp f là hàm bậc 2 thì chúng ta còn có uh, thì chúng ta hoàn toàn là có thể sử dụng phương pháp đan dấu được. Đó. Ở đây thì có dấu trừ đúng không ạ? Thì qua cái khoảng bên này nó sẽ là dấu cộng. Bên này cộng thì qua nữa nó sẽ sang trừ. À như vậy chúng ta điền được dấu của cả ba khoảng. Rồi như vậy đến đây thì chúng ta đã hoàn thành xong à, bài ví dụ 4A này. À, nhưng mà các bạn còn nhớ là hồi nãy thì thầy có nói đến việc à, là muốn tìm dấu của f' phẩy, chúng ta sẽ có hai cách đúng không ạ? vậy thì uh, ngoài cái phương pháp là chọn giá trị đại diện này ra thì chúng ta còn cái phương pháp nào nữa hay không? Uh, câu trả lời là có nhưng mà cái trường hợp nó sử dụng và cái cách sử dụng của nó nó sẽ phải tư duy hơn tuy nó nhanh hơn nhưng nó sẽ phải tư duy hơn và cần các bạn nắm vững uh, chắc cái kiến thức hơn thế thì uh, lời khuyên của thầy đó là đối với các bạn mà cái nền tảng của mình nó chưa tốt lắm thì chúng ta nên dùng phương pháp chọn giá trị đại diện cho nó chắc chắn và cho nó nhanh hơn. Các bạn mà làm theo cái kiểu kia chưa chắc đã nhanh. Đấy. Chọn giá trị đại diện thì chắc chắn là nó sẽ đúng. Nó không thể sai được trừ khi các bạn sai con f'. Còn nếu các bạn đã chọn phương pháp là chọn giá trị đại diện rồi và thay vào f' rồi, chắc chắn các bạn không bao giờ sai dấu cả. Đó. Thế còn cái cách số 2, phương pháp số 2 để tìm dấu của f' thì ở đây thì sẽ chỉ nói với những bạn đã vững kiến thức nền rồi thôi, Được chưa? Rồi phương pháp thứ hai thì sẽ như thế này. À, chúng ta sẽ lưu ý cho thầy là dấu của khoảng ngoài cùng bên tay phải trên cái bảng biến thiên luôn giống với dấu của hệ số a trong hàm số ban đầu. Khoảng ngoài cùng bên tay phải trong cái bảng biến thiên này chính là khoảng từ hai đến dương vô cùng, đúng không ạ? Chúng ta có ba khoảng, thì khoảng ngoài cùng bên tay phải là khoảng từ hai đến dương vô cùng dấu của khoảng này sẽ giống với dấu của a ở trong hàm số. A ở đây tức là hệ số của con x có số mũ lớn nhất. Các bạn thấy đấy, cái con chữ -x mũ 3 này chính là con x có số mũ lớn nhất và hệ số của nó đang là âm -1, tức là số âm, đúng không ạ? Nếu a âm thì dấu của khoảng ngoài cùng bên tay phải cũng cũng âm. Rồi. Và các bạn chú ý cho thấy như sau. Phương pháp này gọi là phương pháp đan dấu. Chú ý rằng là ta sẽ đan dấu qua các nghiệm bội lẻ của f'. Phải, qua các nghiệm bội lẻ của f' phải. và ta sẽ giữ nguyên dấu. Ta sẽ giữ nguyên dấu. qua các cái nghiệm bội chẵn, qua các nghiệm bội chẵn của f. Rồi. Thế thì uh, cái vấn đề là xác định nghiệm bội chẵn và nghiệm bội lẻ, ấy, thực ra nó cũng hơi phức tạp một chút. Thế nên là thầy sẽ nói trong trường hợp này trước đã. Còn sau này khi mà chúng ta làm các bài tập với hàm phức tạp hơn, thầy sẽ nói rõ hơn về cách xác định uh, cái nghiệm nào là nghiệm bội lẻ và nghiệm nào là nghiệm bội chẵn. Trong bài toán này thì f' của mình là một hàm bậc 2 và nó có hai nghiệm. Vậy thì chắc chắn là hai nghiệm này sẽ là hai nghiệm bội lẻ của f'. Để nhắc lại một lần nữa, hàm bậc 2 mà có hai nghiệm phân biệt thì mỗi nghiệm đều là một nghiệm bội lẻ. Như vậy nghiệm 0 và nghiệm 2 này hai nghiệm 0 và nghiệm 2 này đều là hai nghiệm bội lẻ của f' cả. Và khi qua nghiệm bội lẻ thì chúng ta sẽ đan dấu tức là chúng ta sẽ đổi dấu đấy Ở bên phải của số 2 đang là dấu trừ Thì qua số 2 Dấu sẽ đổi thành dấu cộng Bên phải của số 0 đang là dấu cộng Thì khi đi qua số 0 Dấu sẽ đổi thành dấu trừ Đó. Cứ qua các cái nghiệm bội lẻ Thì chúng ta sẽ đam dấu Nha. Đấy. 0 và 2 này đều là hai nghiệm bội lẻ của F phải cả Vì vậy chắc chắn là qua 0 và 2 chúng ta sẽ đam dấu đan dấu tức là chúng ta đổi dấu từ trừ sang cộng hoặc là từ cộng sang trừ. Đấy, bên này trừ thì bên này cộng, bên này cộng thì bên này lại trừ. Đó. Còn cái vấn đề của cái cách làm này thì thầy sẽ chỉ ra hai cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý. Thứ nhất là cách làm này chỉ làm được đối với các hàm đa thức thôi, nó chỉ đúng với hàm đa thức. Nhưng có một cái thực tế là đa phần các hàm các bạn gặp trong dạng toán này sẽ là các hàm đa thức. À, vì vậy mà phương pháp này cũng vẫn được giảng dạy khá nhiều và lưu ý thứ hai nữa là các bạn mà muốn ứng dụng được cái phương pháp đan dấu này thì các bạn phải nắm rất rõ về nghiệm bội lẻ và nghiệm bội chẵn à, thì hôm nay thì chỉ nói với các bạn một cái điều đơn giản đó là nếu hàm bậc 2 mà có hai nghiệm thì mỗi nghiệm đều là một nghiệm bội lẻ được chưa đấy là trong cái ví dụ này chúng ta biết như vậy còn sau này những cái trường hợp khác thì thầy sẽ nói với các bạn trong các ví dụ khác chúng ta sẽ còn các buổi để luyện tập các cái dạng bài Thế còn nếu các bạn không muốn phải đau đầu về những cái kiến thức này thì chúng ta đơn giản là hãy lựa chọn phương pháp đàn dầu thôi. Rồi sau đây chúng ta sẽ đến với ý B của ví dụ này. Rồi, chúng ta cũng đến với ý B. Xét tính đơn điệu của các hàm số sau. À thì đề bài nó vẫn vậy thôi đúng không? Nhưng nó chỉ thay hàm thôi các bạn. Gx bây giờ nó sẽ là x cộng với 1 phần x. Rồi thế thì các bạn đã nắm được quy trình 4 bước rồi. Thông qua cái ví dụ A đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có thể tạm dừng video lại để chúng ta làm thử trước và lát nữa thì các bạn sẽ cùng so sánh cái kết quả với đây nhé bước 1 đó là chúng ta tìm tập xác định thì tập xác định của hàm số này nó sẽ là tập r d bằng này, r nhưng mà phải gạch đi một điểm các bạn hàm số này nó sẽ không xác định tại điểm không vì là nếu x bằng không thì mẫu số của phân thức này nó nó bằng 0 đúng không ạ? Như vậy thì tập xác định là r gạch đi không. Chúng ta chú ý nhé, r gạch đi nhưng cái gạch nhiều bạn lại gạch như này thì là sai. Gạch phải theo cái hướng này và cái con mà các bạn muốn bỏ đi ấy, phải cho nó vào cái dấu móc. Rồi chúng ta sang bước 2 bước 2 chính là tính đạo hàm g phẩy. Không phải lúc nào đạo hàm của mình cũng là F phẩy mà tùy theo cái tên của hàm thôi. Gx thì đạo hàm của nó sẽ là G phẩy thêm dấu phẩy vào cái hàm ban đầu Thầy có x đạo hàm là một Cái này thì nhiều bạn đã biết rồi Nhưng cái 1 phần x thì có thể là nhiều bạn quên hoặc là chưa biết đến 1 phần x đạo hàm của nó là trừ 1 trên x bình phương Chúng ta nên nhớ cái công thức này bởi vì dùng rất là nhiều G phẩy bằng 1 trừ đi 1 trừ trên x bình phương Và chúng ta sẽ cho cái hàm này bằng 0 Đúng không ạ? Cho G phẩy bằng 0 Để tìm ra được xem là giá trị nào của x sẽ khiến cho g phải bằng 0 đây Giải phương trình nhá 1 trừ đi 1 trên x bình phương bằng 0 Tức là 1 bằng 1 phần x bình phương Và thầy nhân chéo x bình phương lên sẽ được x bình bằng 1 Vậy thì tìm được là x bằng cộng trừ 1 Đây là hai giá trị của x mà khiến cho cái con g phẩy này nó bằng 0 Đúng không ạ? À, nhưng mà ngoài ra chúng ta còn phải tìm những cái điểm mà cái giá trị của x mà khiến cho g phẩy nó không xác định nữa cơ. Đấy. Thế đây chúng ta thấy là hàm g phẩy sẽ không xác định khi mà x bằng 0. Vì khi x bằng 0 thì x bình cũng bằng 0. Vậy thì mẫu số của phân số này là bằng 0 mất rồi, đúng không ạ? À, vậy thì chúng ta cũng có một cái kết luận nữa đó là g phẩy nó không xác định tại x bằng 0 nữa. Như vậy là một cái là tìm ra g phẩy bằng 0 khi x bằng mấy và một cái là chúng ta phải tìm xem g phẩy không xác định khi bằng mấy. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước số 3 là lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên thì các bạn đã biết là nó có 3 dòng rồi, chúng ta cứ lập như hồi nãy thôi. Dòng đầu tiên là dòng x. Dòng thứ hai là dòng ở đây sẽ là g phẩy các bạn nhé. Nó sẽ phải linh hoạt theo đúng cái tên của đạo hàm và của cái hàm ban đầu dòng dưới nữa là dòng GX x này, ok và trên cái dòng x thì các bạn đã biết là chúng ta sẽ điền những uh, điền hai đầu của dòng x ấy. nó sẽ chính là cái tập xác định của mình tập hợp r bỏ đi con không thì bắt đầu của tập hợp vẫn là âm vô cùng và kết thúc của tập hợp vẫn là dương vô cùng rồi và sau khi mà chúng ta đã đi đã điền được như vậy rồi thì cũng phải điền những cái điểm mà chúng ta đã tìm được ở bước 2. Bước 2 chúng ta đã tìm ra được là hàm g' phẩy bằng 0 khi mà x bằng cộng trừ 1 và g' phẩy không xác định khi mà x bằng 0. Vậy thì tất cả những giá trị này đều phải điền hết lên dòng x trên bảng biến thiên. Tức là bao gồm cả cộng trừ 1 và 0 luôn đấy. Điền theo thứ tự tăng dần. Như vậy đầu tiên sẽ là âm 1 và giữa là 0 và cuối cùng là 1. Dưới những giá trị của x mà khiến g bằng 0 thì chúng ta điền số 0. Như vậy dưới cộng trừ 1 chúng ta điền số 0 Dưới giá trị của x mà khiến g phải không xác định Chúng ta điền dấu gạch Hai gạch Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải điền dấu của g phải Đúng không nào Muốn điền dấu của g phải Thì trong bài này chúng ta sẽ không thể nào đan dấu được đâu các bạn Mà bắt buộc phải chọn giá trị đại diện Phương pháp đan dấu chỉ dùng đối với các hàm đa thức thôi Bây giờ chúng ta phải chọn giá trị đại diện để thay vào trong g phẩy. Trừ vô cùng đến trừ 1 thì chọn đại diện là con trừ 2 Có thể chọn trong đầu được nhé Chọn đại diện cho khoảng này là con trừ 2 Thay trừ 2 vào trong g phẩy chúng ta được 1 trừ đi 1 trên trừ 2 bình phương Chính là 1 trừ 1 phần 4 Thì bằng 3 phần 4 3 phần 4 là số dương Vậy đối với khoảng từ âm vô cùng đến âm 1 Thầy điền dấu là dấu dương Ở dòng g phẩy Tức là nó biểu thị cho việc Trong khoảng âm vô cùng đến âm 1 G phẩy sẽ mang dấu dương Tương tự như vậy, chọn giá trị đại diện cho khoảng âm 1 đến 0 rồi 0 đến 1 rồi 1 đến 0 vô cùng, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ tự chọn giá trị đại diện và thay vào nhá. Thầy sẽ gợi ý một chút thôi là trừ 1 đến 0 các bạn không nhất thiết phải chọn các cái giá trị đại diện là số nguyên đâu mà chúng ta có thể chọn giá trị đại diện là các cái số thập phân. Vậy thì trừ 1 đến 0 chúng ta chọn đại diện là âm 0,5 chẳng hạn. Sau đó chúng ta đem thay vào trong cái con g phẩy này, đúng không ạ? Trong máy tính thì các bạn hoàn toàn có thể thay rất là nhanh nhé bằng cách này thứ nhất là chúng ta nhập cái hàm số của mình vào ví dụ hàm là một trừ đi một trên x bình đúng không ở đây chúng ta đang muốn thay vào g phẩy vì vậy mà các bạn sẽ phải nhập g phẩy vào máy sau khi nhập g phẩy vào trong máy rồi thì chúng ta bấm cho thầy nút calc cái này viết tắt của calculate, ấy, uh, calculate đấy, tức là tính toán đấy và sau khi bấm CALC rồi chúng ta sẽ nhập cái giá trị mà chúng ta muốn thay thế vào À, em muốn thay x bằng con bao nhiêu thì chúng ta sẽ bấm sau cái nút CLC này à, Ví dụ thầy muốn thay x là âm 0,5 đúng không? Cái giá trị đại diện của mình vừa chọn là âm 0,5 Mình muốn thay x bằng âm 0,5 thì CLC sau đó nhập âm 0,5 Rồi bấm bằng Nhá. Có những máy phải bấm bằng hai lần là mới ra đấy 580 chính là phải bấm hai lần Thế chúng ta sẽ nhập vào đúng không và sẽ ra kết quả thôi à, nói chung cuối cùng ra kết quả đúng thì nó sẽ là dấu trừ ở đây. 0 đến 1 cũng là dấu trừ và cuối cùng sẽ là dấu cộng. Đây là nếu bạn nào làm đúng thì sẽ ra được dấu như thế này. Còn nếu làm sai thì có nghĩa là các bạn đang nhập nhầm ở đâu đó, đang tính nhầm ở đâu đó. Bây giờ chúng ta điền mũi tên, đúng không ạ? Điền xong dấu của g phẩy tức là xong dòng g phẩy rồi. Bây giờ điền dòng gx. Mũi tên nó sẽ đi lên này, rồi nó đi xuống này. Dấu cộng thì bên dưới là mũi tên đi lên, dấu trừ thì bên dưới là mũi tên đi xuống. Bên này cũng vậy thôi, nhưng có cái lưu ý này Cái điểm không này không những là g phẩy không xác định Mà gx cũng không xác định tại điểm không Đúng không nào Đây hàm gx cũng không xác định tại cái điểm không này Vì vậy mà cái dấu hai gạch này nó sẽ được kéo dài xuống luôn cái dòng g Dòng gx này đó. Dấu hai gạch này nó biểu thị cho là hàm không xác định Tại cái điểm đó Thì ở đây tại không Cả g phẩy lẫn gx đều không xác định Vậy thì kéo dài hai cái gạch này ra Ok và nếu ở giữa là một cái dấu hai gạch thì mũi tên tiếp theo ấy nó sẽ phải đứt quãng ra. Nó không dính liền vào nhau nữa. Được chưa? Ở giữa là cái dấu hai gạch rồi thì cái mũi tên tiếp theo nó phải đứt ra chứ nó không nối vào cái đầu của cái mũi tên này nữa. Bình thường nó sẽ nối đầu đuôi con này sẽ cắm vào cái đầu con kia đúng không? Nhưng mà có dấu hai gạch thì phải tách nó ra. Và cuối cùng là dấu cộng để mũi tên đi lên. Như vậy thì điền xong mũi tên rồi. Điền xong mũi tên rồi thì làm nào để tìm được cái dấu của con gx trong từng cái trường hợp đây thì chúng ta cứ điền những cái dấu cái con số này trước này ví dụ trừ một là rất là dễ thay đúng không trừ một chúng ta thay này thay là thay vào gì các bạn ở đây là ta đang tìm giá trị của gx tương ứng với các cái giá trị của x này thế thì thay là phải thay vào gx đúng không ạ thay vào gx chứ không phải là thay vào g phẩy như là khi chúng ta tìm dấu của g phẩy ở dòng hai nữa khi làm dòng 2 thì thay vào g Nhưng khi làm dòng số 3 thì phải thay vào gx Đó, nó ngay ở cái tên này rồi các bạn này Trừ 1 thầy đem thay vào trong gx thì thầy được là Trừ 1 cộng với 1 phần trừ 1 Tức là bằng trừ 2 rồi Vậy thì điền vào đây là trừ 2 Con 1 thì cũng rất là dễ thay Con 1 thì đem thay vào trong gx thì mình được kết quả là bằng 2 luôn <laughs> Bây giờ bắt đầu đến đoạn khoai một chút con không này thì điền như thế nào con không này thì nhét vào nó như thế nào nếu bây giờ chúng ta thay trực tiếp không này vào trong gx ấy, thì nó sẽ ra là không xác định giá trị nó không xác định thế thì làm nào để chúng ta điền được hai cái giá trị tại hai đầu mút này đây là cũng là hai đầu mũi tên đúng không nhưng làm nào để tìm được nó thì các bạn thấy này thực ra cái đầu mút này nó không hoàn toàn ứng với điểm không đúng không ạ không hoàn toàn ứng với không mà nó sẽ nằm về phía trái của con không một tí nó sẽ lệch về phía bên trái của con không một tí thì thầy gọi cái điểm mà nó tương ứng ấy, khi nó lệch về bên trái của con không một tí ấy, thì cái điểm này thầy gọi là điểm không trừ còn điểm này thì thực ra là nó nằm về bên phải của con không một chút chứ nó không ứng hoàn toàn với con không thì thầy gọi cái điểm này gọi là điểm không cộng vậy đầu mút này ứng với không trừ còn đầu mút này ứng với không cộng không cộng là bằng bao nhiêu mà không trừ là bằng bao nhiêu thì nếu mà nói chính xác ra nó sẽ không có giá trị cụ thể không trừ là một cái giá trị rất gần với không nhưng mà bé hơn một tí còn không cộng là giá trị rất gần với không nhưng lớn hơn một tí vậy thì làm thế nào để chúng ta thay số đây bấm máy đây thì khi mà bấm máy ấy tất nhiên là các bạn sẽ nhập cái con gx vào, vào máy rồi đúng không x cộng một phần x này nhập xong hàm rồi chúng ta sẽ bấm CLC phải không vì là thay số mà clc cái con không trừ này ấy, thì khi các bạn clc các bạn sẽ clc cho không trừ đi không phẩy 0001 Các bạn nhập cho đầy khoảng 6 số 0 nhé Đó, thì đây chính là con không trừ Con này chính là con không trừ Không trừ chính là không trừ đi 0, 0,001 6 số 0 Ở sau dấu thấp phân Đấy à, Thế còn không cộng thì sao? Không cộng thì chính là 0 cộng với 0, 0,001 Cái này là khi bấm máy thôi các bạn nhé Còn khi mà chúng ta hiểu với nhau hiểu thực tế chính xác với nhau ấy thì không trừ và không cộng là các giá trị lân cận của không nhưng nó không có giá trị cụ thể Đó. khi mà các bạn học lim từ lớp 11 là chúng ta cũng đã biết được cái khái niệm giá trị lân cận này rồi Đấy. thì các bạn cứ bấm nhé bấm vào máy thì nó sẽ ra kết quả thôi à, khi mà các bạn cadc cho cái con không trừ ấy thì các bạn sẽ ra một cái giá trị rất là lớn Đó, chắc chắn luôn nó sẽ ra một giá trị rất lớn Uh, nhưng nó là số âm rất lớn nhé yeah. nó sẽ ra một số âm rất lớn số âm rất lớn thì chính là âm vô cùng đó thầy sẽ để cái uh, uh, màn hình kết quả bấm ở bên uh, góc này của màn hình Đấy. sau khi mà buổi hôm nay quay xong thì thầy sẽ ghép nó vào Đấy. thì nó sẽ nằm ở bên này nhé còn con không cộng không cộng thì khi các bạn uh, clc cho không cộng ấy kết quả nó sẽ ra một số dương rất là lớn và ta sẽ đọc đó là dương vô cùng số dương rất lớn thì điền là dương vô cùng, số âm rất lớn thì điền là âm vô cùng. Thế còn hai đầu mút này đi sao? thì chúng ta cũng bấm máy thôi. âm vô cùng khi mà nhập vào trong máy tính nó sẽ chính là âm chín 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 chín. âm vô cùng là một số âm rất lớn đúng không? thì chúng ta điền cho thầy là âm chín chín, khoảng bảy uh, số 9 là cũng ok rồi. còn dương vô cùng tất nhiên là chín 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 đúng không? đấy là sẽ là dương vô cùng. Rồi, thế thì uh, việc của các bạn chỉ là bấm máy thôi. Đối với cái dạng này thì chỉ có bấm máy thôi. Vì có làm tay nó cũng không ra đâu. đã liên quan đến âm vô cùng với dương vô cùng thì làm tay nó cũng không thể ra được. Nào, thế khi mà các bạn bấm máy xong ấy thì với giá trị là âm vô cùng, khi chúng ta clc cho âm vô cùng, ta sẽ ra được một giá trị âm rất lớn. Vậy nó sẽ chính là âm vô cùng Còn khi chúng ta CLC cho dương vô cùng Ta sẽ ra được một giá trị dương rất lớn Đó chính là dương vô cùng Đó, Như vậy chúng ta điền xong cái bảng biến thiên này Bảng biến thiên này còn rất nhiều cái ứng dụng khác nữa Ở những cái bài sau Thực ra thì chương này ấy, Chủ yếu là xoay quanh kỹ thuật lập bảng miền thiên Các bạn cứ lập được bảng biến thiên Thì xem như chúng ta đã học được 2 phần 3 của nội dung chương này rồi Đấy, thế còn những cái bài nâng cao thì không tính nhé Bài nâng cao nó là một cái mảng khác đúng không ạ Dành cho các bạn 8 cộng, 9 cộng Các thứ đấy à, Thì nó sẽ là một cái mảng khác Thế còn để mà nắm được kiến thức sách giáo khoa Thì bảng biển thiên chính là 2 phần 3 kiến thức của trường 1 Ok như vậy đến đây chúng ta hoàn thành xong cái bảng biển thiên rồi Và các bạn dễ dàng kết luận được về tính đơn điệu đúng không à, Tất nhiên là nhiều bạn cũng đã phát hiện ra ấy, Tính đơn điệu nó không liên quan gì quá nhiều đến dòng GX Tức là các bạn chỉ cần lập được hai dòng Dòng x với dòng g phẩy Thì cũng đã có thể kết luận được về tính đơn điệu rồi Ví dụ ở đây khoảng âm vô cùng đến âm 1 G phẩy mang dấu dương Thì hàm nó sẽ đồng biến đúng không Âm 1 đến 0 thì G phẩy mang dấu âm như vậy hàm nó sẽ nghịch biến 0 đến 1 cũng như vậy thôi Cũng âm vậy thì cũng nghịch biến Khoảng 1 đến dương vô cùng mang dấu dương Thì nó sẽ đồng biến Vậy thì thực ra nó cũng không quá liên quan đến dòng gx này Đấy, Trong khi cái dòng gx này nó lại Mất thời gian làm nhiều nhất Uh, nhất là khi những cái con số của mình nó thay rất là xấu Âm vô cùng với dương vô cùng Với các cái giá trị lân cận ấy Thay nó sẽ rất là xấu uh, Nhưng mà thầy cũng muốn hướng dẫn luôn các bạn trong buổi hôm nay Để chúng ta học những cái bài sau Cho nó thuận lợi Miễn lập được bản biển thiên thì xem như là học 2 phần 3 chương này rồi Chúng ta cùng đến với yc uh, Hx thì bằng với x mũ 3 Đấy, yêu, Tất nhiên yêu cầu là tự xét cái tính đơn điệu Của hàm số này rồi uh, Thì có như sau uh, Bước 1 vẫn là bước tập xác định thôi thì v hàm này là một hàm đa thức bậc 3 nên thầy có tập xác định là tập R tức là nó sẽ xác định với mọi con x thuộc R bước số 2 là chúng ta tính đạo hàm h phẩy cái con hx thì đạo hàm của nó sẽ có tên là h phẩy nhé h phẩy là 3 x bình phương đúng không ạ đến ví dụ này rồi thì hy vọng là không còn bạn nào thắc mắc về câu chuyện là tại sao chúng ta đạo hàm được như, như vậy Đấy, thì chúng ta có thể xem lại cái video uh, sau đúng không video hướng dẫn đạo hàm đấy à, Rồi sau khi mà chúng ta tìm được h phẩy rồi thì ta thấy là sẽ phải tìm hai cái thứ nhất là những cái con x mà khiến cho h phẩy bằng 0 và thứ hai là những con x mà khiến h phẩy không xác định ở đây thì hx, h phẩy của mình ấy là một hàm đa thức thế nên là chắc chắn nó luôn xác định rồi thế còn uh, nó bằng không khi x bằng mấy thì chúng ta phải tìm ra h phẩy chúng ta cho bằng không. khi đó thì chúng ta tương đương đó là x bình bằng với không tương đương tiếp đó là x bằng 0. Như vậy thì chúng ta tìm ra được là khí x bằng 0, h phẩy sẽ bằng 0. Như vậy sau bước số 2, chúng ta chuyển sang bước số 3. À, với hai cái ý trước ấy, thì thầy đã hướng dẫn các bạn cách lập bảng biến thiên rồi và các bạn mà muốn lập tiếp thì chúng ta sẽ làm tương tự như hai ý trước thôi. Nhưng mà trong cái ý này thì thầy muốn hướng dẫn các bạn cái phương pháp uh, ngắn hơn để chúng ta làm trắc nghiệm và chủ yếu khi mà các bạn làm trắc nghiệm các bạn sẽ dùng phương pháp này Chứ lại trả mấy ai lại dùng bảng biến thiên cả vì nó rất là mất thời gian. À, cái phương pháp này là phương pháp kẻ trục xét dấu thay vì là một cái bảng chỉ là một cái trục thôi. Trục xét dấu là một mũi tên nằm ngang, hai đầu là âm vô cùng và dương vô cùng. Trên cái trục này chúng ta sẽ điền à, các con x tìm được ở bước 2 lên trên nó. Ở đây thì có con x bằng không thôi thì sẽ điền nó lên. Nói chung bước 2 tìm được những con x nào thì chúng ta sẽ điền hết lên trên cái trục xét dấu này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn giá trị đại diện và đem thay vào trong cái con hát phẩy. Thì ở đây từ âm vô cùng đến 0 thì có thể chọn đại diện là con âm 1. Còn không đến dương vô cùng thì chọn đại diện là con 1. Thế thay âm 1 vào trong h phẩy thì thầy tìm ra được là bằng 3. Và tất nhiên 3 là số dương, vì vậy thầy sẽ điền dấu dương vào trục này, vào cái khoảng này. Không đến dương vô cùng thì có đại diện là 1, một đem thay vào h phẩy thì chúng ta tìm ra được bằng 3. Vậy thì khoảng 0 đến dương vô cùng cũng h phẩy cũng mang dấu dương. Trục này là trục xét dấu của h phẩy các bạn nhé. Đây là trục xét dấu của h phẩy. Đó, thế nên là dấu mình điền ấy nó chính là dấu của h phẩy. Và khi mà thay giá trị đại diện cũng là thay vào h phẩy, được chưa? Đó, chứ nó không phải là hx đâu nhé. Đây là trục xét dấu của h phẩy. Thì khi mà đã biết được dấu của h phẩy rồi thì chúng ta có thể kết luận được về cái tính đồng biến và nghịch biến của hàm số. ở đây chúng ta thấy rằng là khoảng từ kh âm vô cùng đến không thì h phẩy của mình mang dấu dương, mà đạo hàm mang dấu dương thì chắc chắn là hàm sẽ đồng biến rồi. còn từ không đến dương vô cùng hàm cũng sẽ đồng biến luôn, đúng không ạ? bởi vì là h phẩy cũng mang dấu dương ở đây luôn. cứ dấu dương thì là đồng biến, dấu âm thì là nghịch biến thôi. thế thì đặt ra một cái câu hỏi là hai khoảng liên tiếp này nó đều đồng biến cả thì liệu chúng ta có thể ghép nó lại thành một khoảng hay không? Thầy có thể ghép nó thành khoảng từ âm vô cùng đến dương vô cùng hay không? Thì câu trả lời là tùy trường hợp mà chúng ta có thể ghép nó lại hay không. Nếu mà chúng ta ghép nó lại ấy thì phải đảm bảo được việc là cái con ở giữa này này, cái con vị trí này, hàm số nó phải xác định tại điểm này. Nếu nó xác định thì có thể ghép được Nếu không xác định thì tất nhiên không ghép được Ở đây thì rõ ràng Tại điểm 0 thì hàm Hx của mình Và cả h phẩy Tại điểm x bằng 0 này thì cả hx Lẫn h phẩy nó đều xác định cả Vì vậy mà chúng ta có thể ghép lại được Ok Thế thì vậy Khoảng từ âm vô cùng đến dương vô cùng Hàm sẽ đồng biến Vì chúng ta ghép lại được Ok, như vậy đến đây chúng ta hoàn thành xong ý C rồi. À, qua cái ý này thì hy vọng là các bạn đã rút ra được cái kinh nghiệm ừ, đó là uh, lập trục xét dấu thay vì lập bảng biến thiên, đúng không? Tất nhiên, việc lập bảng biến thiên các bạn vẫn cần phải nắm được để chúng ta làm những cái chủ đề chúng ta học những cái chủ đề tiếp theo trong chương này. Đấy, thế nhưng mà đối riêng với bài đồng biến nghịch biến uh, thì chúng ta có thể dùng cái trục xét dấu để nó nhanh hơn khi làm trắc nghiệm. Và trong cái trục xét dấu này, ấy, trong cái bài này ấy, các bạn có thể thấy một cái điều mà chúng ta cũng đã thấy sơ qua ở B. Đó là hai khoảng liên tiếp không nhất định nó phải khác dấu nhau Tức là không phải lúc nào dấu nó cũng đan đâu các bạn Khoảng bên này là dấu dương thì qua con không, khoảng bên này cũng dấu dương luôn đúng không Vậy thì không phải lúc nào dấu cũng đan Vì vậy thì mới nói là bạn nào vững kiến thức về nghiệm bội chẵn và nghiệm bội lẻ thì chúng ta mới nên dùng đan dấu còn không thì chúng ta nên chọn giá trị đại diện để tìm dấu của f thì tốt hơn và nó sẽ chắc chắn đúng hơn nó sẽ dùng được cho nhiều cái trường hợp hơn Đấy. vì dù gì thì cái chọn cái đan dấu này nó cũng chỉ dùng cho các hàm đa thức mà thôi tất nhiên đôi khi đan dấu lại là cách làm nhanh và cách làm duy nhất trong một số hàm số ví dụ như là hàm hợp chẳng hạn hoặc là hàm có tham số m thì có những cái bài toán không thể dùng được cái phương pháp là chọn giá trị đại diện mà bắt buộc phải đan dấu thì khi đó chúng ta sẽ nói sau trong những cái dạng nâng cao ở cuối chương không bạn còn hôm nay thì chúng ta cứ biết với nhau là cái phương pháp chọn giá trị đại diện nó sẽ dễ và nó chính xác hơn rồi như vậy là sau cái ví dụ vừa rồi thì chúng ta cũng đã hiểu được cái quy trình và nắm thì nghĩ là các bạn cũng đã nắm rất là vững về cái quy trình để lập bảng miền thiên cũng như là từ cái bảng biến thiên chúng ta đọc được khoảng đồng biến và nghịch biến của một hàm số bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số cái lý thuyết nhỏ nhỏ, một số cái lưu ý nhỏ nhỏ khi mà chúng ta làm bài liên quan đến tính đơn điệu. À, thứ nhất đấy, đấy là nếu mà hàm số y bằng f nó có đạo hàm ở trên k, trên cái khoảng k, f phẩy lớn hơn hoặc bằng không với mọi x thuộc khoảng k đó, và f phẩy sẽ chỉ bằng 0 Tuy là nó lớn hơn hoặc bằng không nhưng dấu bằng này này, nó chỉ xảy ra tại một số lượng hữu hạn giá trị của x thì hàm sẽ được gọi là đồng biến trên k ở trong cái định lý ở bên trên đấy thì chúng ta thấy là người ta chỉ ghi là dấu lớn hơn thôi đúng không không có dấu bằng đấy, tức là phải dương hẳn trong cái định lý bên trên thì nếu đạo hàm mang dấu dương dương hẳn nhé thì hàm sẽ đồng biến trên cái khoảng đó và đạo hàm mà âm hẳn thì hàm sẽ là nghịch biến ở trên cái khoảng đó Nhưng mà khi mà chúng ta đọc được cái chú ý này Thì ta thấy là có dấu bằng nữa Vậy thì cái dấu bằng này nó sẽ chấp nhận được khi nào à, Nếu như F phẩy là lớn hơn hoặc bằng 0 Và dấu bằng nó chỉ xảy ra tại một cái số lượng hữu hạn Giá trị của X mà thôi Thì hàm số vẫn được gọi là đồng biến trên K Có nghĩa là nó không nhất thiết phải chặt như cái định lý ở bên trên là dương hẳn Mà nếu có cái dấu bằng này và dấu bằng chỉ xảy ra tại một vài giá trị tại một cái số lượng hữu hạn đếm được giá trị của x thôi thì chúng ta vẫn chấp nhận là hàm đồng biến ở trên k và tất nhiên ngược lại như vậy thì nếu như f là bé hơn hoặc bằng không và dấu bằng cũng chỉ xảy ra tại một cái số lượng hữu hạn giá trị của x mà thôi thì hàm vẫn được gọi là nghịch biến ở trên k đó như vậy là cái trường hợp dấu bằng này nó sẽ chỉ được chấp nhận nếu như nó xảy ra tại một cái số lượng đếm được hữu hạn điểm x mà thôi và một lưu ý nữa là nếu như mà f phẩy các bạn tính ra là bằng 0 với mọi con x thuộc khoảng k ấy, thì hàm số là không đổi ở trên k và hàm số mà không đổi thì gọi là hàm hằng Đúng không? nếu đạo hàm bằng không thì hàm không có tính đồng biến x biến vì nó là hàm hằng à, chúng ta cùng đến với một vài ví dụ của nâng cao hơn một chút để chúng ta tổng kết lại cái buổi hôm nay à, chứng minh rằng hàm số Fx bằng với 3 x trừ đi sin x là đồng biến ở trên r thì uh, các bạn đã biết về cách chứng minh đồng biến nghịch biến ở trong một cái ví dụ ở bên trên rồi, đúng không? Đơn giản là chúng ta sẽ chứng minh f' dương ở trên R thì chắc chắn là hàm sẽ đồng biến ở trên trên R rồi. Đấy vậy thì thầy sẽ tính f' ra. f' của hàm này là 3 này trừ đi cos x. Đó. 3x đạo hàm là 3, sin đạo hàm ra cos. chú ý nhá, nx đạo hàm là ra n sin đạo hàm là cốt cốt thì đạo hàm là trừ sin ba trừ đi cốt x thì các bạn biết là vì cái con cốt x này này giá trị lớn nhất của nó chỉ là bằng một thôi đúng không ạ tối đa là cốt x bằng một thế thì ba trừ cốt x chắc chắn là luôn luôn dương đó vì con cốt x này chắc chắn là bé hơn hoặc bằng một thì kiểu gì nó cũng sẽ bé hơn cái con ba này thôi vậy thì ba trừ cốt x sẽ dương mà nếu f phải đã dương rồi cái này dương là dương với mọi con x thuộc r luôn các bạn nhé thì dương này là dương với mọi x thuộc r luôn Đúng không ạ? Cái biểu thức này Nó không chỉ dương với một vài con x Mà nó sẽ dương với mọi con x Vì là ba chữ cốt x thì luôn dương Với mọi thuộc r Vậy từ đó thì suy ra Là hàm fx ấy, nó sẽ Đồng biến ở trên r rồi Thì đây chính là điều phải chứng minh Tất nhiên là cái dạng này ấy uh, Chúng ta có một cái câu mà không viết ở bên trên Đấy, Nếu các bạn muốn chặt chẽ hơn một chút nữa Thì chúng ta có thể viết bên trên Đó là hàm fx ấy bằng với 3x trừ sin x là nó xác định ở trên R. Đấy. 3x thì xác định với mọi x, sin x cũng xác định với mọi x. Vậy để hiệu của bọn nó nó cũng xác định với mọi con x ở trên R, đúng không ạ? tại sao lại phải có cái dòng này thì thầy cũng đã nói ở một cái ví dụ bên trên rồi. Đó là chúng cái hàm số muốn đồng biến hoặc nghịch biến được thì trước tiên nó phải xác định trên cái khoảng đó đã đó, đấy là lý do mà chúng ta có cái câu này nếu các bạn muốn chặt chẽ đó, nhưng mà thực ra cái hàm này nhìn đã biết là nó luôn xác định trên r rồi đúng không ạ rồi sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ 6 cũng là ví dụ cuối cùng trong buổi hôm nay chúng ta cùng đến với ví dụ số 6 à, trong 8 phút đầu kể từ khi xuất phát thì à, độ cao h tính bằng mét của một cái khinh khí cầu ấy vào thời điểm t phút được cho bởi công thức là ht bằng 6t mũ 3 trừ đi 81t bình cộng với 324t. Trong các khoảng thời gian nào thì khinh khí cầu tăng dần độ cao và giảm dần độ cao? Độ cao thì chính là h đúng không? Như vậy tăng dần độ cao chính là h tăng. Còn giảm dần độ cao chính là h giảm. Mà tăng và giảm ấy là hai cái cách nói khác của đồng biến và nghịch biến như vậy người ta đang hỏi chúng ta là uh, trong những cái khoảng thời gian nào thì h uh, đồng biến và h nghịch biến đúng không vậy tức là đang hỏi về tính đồng biến và nghịch biến à, mà hỏi về đồng biến và nghịch biến thì rõ ràng là chúng ta sẽ lập bảng miền thiên để chúng ta xét rồi Đấy, như vậy bản chất đây cũng là một bài đồng biến nghịch biến Đấy, tăng và giảm chính là đồng biến nghịch biến rồi à, chúng ta làm thôi có hàm số rồi đúng không uh, thứ nhất là cái tập xác định trước này D bằng Trong bài này thì người ta chỉ tính 8 phút đầu tiên thôi Thế nên là thầy sẽ Để ở đây là khoảng từ 0 đến 8 đi Đoạn từ 0 đến 8 đi. Đúng không ạ? 8 phút đầu thôi mà à, Rồi Thế còn về đạo hàm Bước 2 là bước đạo hàm Đạo hàm ở đây Chúng ta có h phẩy Bằng là 18 t bình phương Trừ đi 162 t cộng với 324 Có H phẩy rồi chúng ta cho H phẩy bằng 0 để tìm năng nghiệm <laughs> Ở đây chúng ta có T bằng 3 và T bằng 6 Đây các bạn bấm máy là cũng sẽ ra nhé Để sẽ kiểm tra lại một chút Nó có hai cái nghiệm là 3 và 6 Đúng rồi Chính xác, 2 nghiệm 3 6 các bạn nhé <laughs> Như vậy đây là hai cái con T mà khiến cho H phẩy bằng 0 còn vì h phẩy nó là cái hàm đa thức ấy, Nên là không có giá trị nào của T mà khiến cho nó không xác định cả Bước số 3 Bây giờ chúng ta đã biết cái phương pháp là lập trục xét dấu rồi Thì chúng ta nên lập trục cho nó ngắn gọn Trừ vô cùng này Xin lỗi các bạn à, Tập xác định của mình bây giờ mình chỉ lấy 0,8 thôi Hai đầu là 0,8 nhé Rồi thế còn T là 3 và 6 thì chúng ta cứ điền lên thôi nếu như có một cái giá trị nào đấy của T mà nó nằm ngoài khoảng chúng ta xét thì các bạn không cần phải điền nó lên nữa Đó. còn những cái giá trị nào của t hoặc của x đấy mà nó nằm trong cái khoảng ta xét thì ta mới điền lên trên cái trục xét dấu thôi còn nó, nó nằm ngoài rồi thì không quan tâm về nó nữa bỏ luôn ba về sáu ba trước 6 sau rồi thế bây giờ điền dấu như thế nào thì uh, các bạn có thể chọn giá trị đại diện để điền dấu cũng được tuy nhiên là đối với cái hàm bậc hai ấy thì chúng ta có thể dùng phương pháp là đan dấu đúng không nhưng còn một cách uh, nhanh hơn nữa đối với hàm bậc hai mà chúng ta phải nhớ lại kiến thức của lớp dưới đó là phương pháp trong trái ngoài cùng Đấy. trong trái ngoài cùng chỉ dùng được cho duy nhất trường hợp hàm mình cần xét dấu là hàm bậc hai thôi trong trái ngoài cùng <laughs> khi nào mà cái hàm em cần xét dấu ấy mà nó là hàm bậc hai em mới dùng được cái trong trái ngoài cùng này còn không thì chúng ta sẽ không được sử dụng nó nhé Thế chứ trong trái ngoài cùng này có nghĩa là gì? Thì đối với hàm bậc 2 ấy, trên trục xét dấu, dấu của khoảng bên trong nó sẽ trái dấu với con E. Và dấu của hai khoảng bên ngoài nó sẽ cùng dấu với con E. Thế thì khoảng bên trong này nó sẽ mang dấu âm. Đúng không? Vì con A của mình là 18 là số dương mà. Thì khoảng bên trong trái dấu lại nó sẽ là dấu, dấu âm. Còn hai khoảng bên ngoài cùng dấu với con A thì con A dương, vậy hai khoảng bên ngoài cũng dương. Vậy chúng ta điền xong dấu với phương pháp là trong trái ngoài cùng. Nhưng tất nhiên là phương pháp này chỉ dùng đối với trường hợp cái con em muốn xét dấu ấy, tức là con h phẩy ấy, nó là hàm bậc 2 thôi nhá Rồi, như vậy là chúng ta hoàn thành xong cái bạn cái trục xét dấu rồi và từ đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhận xét được là khi nào thì h tăng đúng không? Và khi nào thì h giảm. Trong khoảng từ 0 đến 3 tức là thời gian từ 0 đến 3 đấy, cái con 0368 này chính là cái T đấy, chính là con T này các bạn này. Đúng không ạ? Các cái giá trị này chính là giá trị của T chính là thời gian đấy. Thời gian từ 0 đến 3 thì H phẩy mang dấu dương, đạo hàm mang dấu dương vậy suy ra là hàm đồng biến hay nói cái khác là hàm tăng. Vậy từ khoảng từ phút thứ 0 đến phút thứ 3 thì H tăng, tức là độ cao tăng. Phút thứ 3 đến phút thứ 6 thì đạo hàm mang dấu âm, tức là hát giảm. Vậy thì độ cao giảm. Phút thứ 6 đến phút thứ 8, đạo hàm mang dấu dương nên h tăng và h tăng thì chính là độ cao tăng. Như vậy chúng ta đã tìm xong các cái khoảng thời gian trong 8 phút đầu tiên mà khinh khí cầu nó tăng độ cao và giảm độ cao. Rồi, như vậy đến đây thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong cái ví dụ cuối cùng liên quan đến tính đồng biến và nghịch biến rồi. Uh, trong cái buổi học đầu tiên này thì chúng ta mới chỉ học xong phần 1 của bài này thôi nhé các bạn nhé đó là phần đồng biến và nghịch biến thế còn trong cái phần số 2 thì thầy sẽ giới thiệu đến các bạn cái uh, một cái khái niệm nữa khái niệm mới hơn đó là cực trị của hàm số buổi hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc đấy thôi uh, thầy tổng kết lại uh, những cái lý thuyết những cái kiến thức mà chúng ta cần nắm được thứ nhất là cái khái niệm hàm số như thế nào là hàm đồng biến và nghịch biến thứ hai là Đồ thị của hàm đồng biến thì có cái đặc điểm gì? Nó đi lên hay nó đi xuống? Thứ ba là mối quan hệ giữa dấu của đạo hàm với đồng biến và nghịch biến. Tức là dấu của f phẩy đấy, f phẩy dương thì hàm đồng hay nghịch, đúng không? F phẩy âm thì hàm đồng hay nghịch. Chúng ta xem lại trong video nhé. Và cuối cùng nữa là cái quy trình để xét được tính đơn điệu của hàm số. Xét tính đơn điệu của hàm số có nghĩa là tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số đấy. Thì quy trình của chúng ta có bốn bước chúng ta đã làm rất là nhiều trong các ví dụ ở cuối buổi rồi, đúng không ạ? Bốn bước nhưng đặc biệt là cái bước số 3 các bạn có thường có thể thay được thành xét trục xét dấu thay vì là lập bảng biến thiên. Đó thì nó sẽ ngắn gọn hơn cho những bài trắc nghiệm. Ok như vậy đến đây thì buổi học hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc và thầy sẽ hẹn gặp lại các bạn sau trong buổi thứ hai của bài này. Đó là bài cực trị của hàm số